5 năm qua, thành phố Uông Bí đã có những bước phát triển vững chắc trên tất cả các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn cao hơn mức bình quân của tỉnh, là địa phương đi đầu trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư. Văn hóa xã hội tiếp tục phát triển theo hướng tích cực, quốc phòng an ninh được tăng cường, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị được quan tâm, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện. Những thành quả to lớn đó được kết tinh bởi sự đổi mới, quyết tâm cao độ của cả hệ thống chính trị cùng sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Trong đó có đóng góp quan trọng của các cấp hội cựu chiến binh thành phố với vai trò là đầu tàu gương mẫu, tiên phong trong các phong trào thi đua yêu nước. Thấm nhuần lời dạy của Bác, thi đua khen thưởng là động lực phát triển và là biện pháp quan trọng để xây dựng con người. 5 năm qua, các cấp hội cựu chiến binh thành phố đã chủ động đổi mới hoạt động, gắn phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu với các phong trào thi đua của địa phương, đơn vị, đặc biệt là việc thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và các mô hình dân vận khéo. Với phương châm, mọi hoạt động đều hướng mạnh về cơ sở, phong trào thi đua được thực hiện theo từng giai đoạn, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, có giao ban, sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm, đồng thời có chế độ động viên khen thưởng kịp thời và nhân rộng các điển hình, mô hình tiên tiến, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong các cấp hội. Hội cựu chiến binh thành phố và các cấp hội đã triển khai thực hiện phong trào cựu chiến binh gương mẫu gắn với phong trào thi đua yêu nước của các địa phương, của cơ quan đơn vị tham gia xây dựng đảng, chính quyền và tham gia các cái phong trào của địa phương, nhất là đăng ký các cái mô hình công trình phần việc. Thực hiện phong trào cựu chiến binh gương mẫu tham gia xây dựng bảo vệ đảng, chính quyền và nhân dân, hội viên cựu chiến binh luôn tự giác phấn đấu rèn luyện, xứng đáng là điểm tựa tin cậy của đảng, của chính quyền. Trong tổng số hơn 5.200 hội viên hội cựu chiến binh thành phố, có tới 1.456 đồng chí là đảng viên, 174 đồng chí tham gia công tác đảng, 57 đồng chí tham gia hội đồng nhân dân các cấp, 252 đồng chí tham gia công tác chính quyền, 342 đồng chí tham gia công tác mặt trận tổ quốc và các đoàn thể từ thành phố đến cơ sở. Dù ở cương vị nào, cán bộ, hội viên cựu chiến binh cũng luôn phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu đi đầu trong các phong trào, nắm chắc vấn đề của địa phương, đơn vị, làm tốt công tác dân vận, kịp thời phản ánh tâm tư nguyện vọng của hội viên và nhân dân, góp phần giải quyết tốt các vấn đề từ cơ sở. Với vai trò là một cựu chiến binh và là một đồng chí bí thư khu trường, tôi mương man hết nhiệt tình của người lính Cụ Hồ để làm sao để xây dựng phong trào địa phương thật tốt. Tôi đã tập trung vào vận động, đặc biệt là anh em cựu chiến binh và quần chúng nhân dân, cán bộ, đảng viên chấp hành tốt mọi chủ trương của đảng, pháp luật nhà nước, xây dựng khu dân cư ngày càng vững mạnh. Phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu tham gia các cuộc vận động, phong trào của địa phương, đơn vị được triển khai sâu rộng tới các cấp hội, phù hợp với điều kiện và nhu cầu thực tế tại cơ sở. Ngoài 101 đội dân phòng, phòng cháy chữa cháy tại 101 khu dân cư do Hội cựu chiến binh thực hiện, các cấp hội toàn thành phố còn đảm nhận và duy trì 109 mô hình phần việc khác. Điển hình như các mô hình cựu chiến binh đảm nhận quản lý nhà văn hóa, chăm sóc nhà bia ghi tên liệt sĩ, cựu chiến binh thắp sáng đường quê, hiến đất thực hiện dự án. Các mô hình cựu chiến binh đảm nhận công trình phần việc trong các cơ quan xí nghiệp trường học cũng mang lại hiệu quả thiết thực. Ở đâu có tổ chức hội cựu chiến binh tham gia thì ở đó các phong trào được phát triển mạnh mẽ, không những về bề rộng mà còn có chiều sâu, chất lượng, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng. Khu vực bến bãi tập kết tiêu thụ than của công ty kho vận Đá Bạc tại cảng Điền Công. Dưới trời nắng nóng với nền nhiệt gần 40 độ C, tàu xe ra vào tấp nập, song gần như toàn bộ khu vực không có hiện tượng bụi bay mù mịt bởi đường đi lối lại thường xuyên được công ty bố trí phun nước tưới đường tránh bụi. Là một đơn vị chuyên nhập than của các đơn vị sản xuất trong vùng, tập kết để tiêu thụ tại kho cảng Điền Công với dung lượng lớn, xuất cảng từ 6 triệu đến 7 triệu tấn mỗi năm, công tác cải tạo môi trường sinh thái được công ty thường xuyên quan tâm. Với diện tích gần 4 hectare, khu vực hồ điều hòa, cây xanh, vườn cây ăn quả và hệ thống tiểu cảnh đã được công ty tập trung đầu tư. Được sự chỉ đạo và tạo điều kiện của ban giám đốc, hội cựu chiến binh công ty đã mạnh dạn đứng ra đảm nhận việc bảo vệ và chăm sóc khu vực này. Chúng tôi cũng thấu hiểu là cái việc có một cái cảnh quan môi trường, hồ sinh thái, các điều kiện như thế này là nếu không có cái bàn tay
chăm sóc để duy trì thì cái hiệu quả của nó sẽ không thực sự được cao. Nên do chính vì vậy mà chúng tôi đã đăng ký với lãnh đạo công ty và lãnh đạo công ty đã giao cho hội cựu chiến binh công ty để thực hiện nhiệm vụ thường xuyên và duy trì theo định kỳ để đảm bảo cho cái cảnh quan sinh thái và cái khu vực. Việc chăm sóc khuôn viên hàng ngày được giao cho chi hội cựu chiến binh khu vực cảng. Định kỳ hàng quý, hội huy động toàn thể hội viên trong công ty tiến hành tổng vệ sinh, cắt tỉa cây. Đến nay, sau hơn 2 năm hội cựu chiến binh công ty đảm nhận công trình chăm sóc bảo vệ môi trường, thảm thực vật ở đây đã hình thành và ngày càng xanh tốt, là nơi để cán bộ công nhân lao động thư giãn, nghỉ ngơi sau những giờ làm việc vất vả. Hội cựu chiến binh công ty cổ phần Than Vàng Xanh có 146 hội viên, sinh hoạt tại 11 chi hội. Hầu hết các hội viên đều trực tiếp tham gia sản xuất tại các phân xưởng công trình. Trong những năm qua, hội luôn phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu đi đầu trong lao động sản xuất, đảm bảo năng suất và an toàn lao động. Nhà giao ca phân xưởng cơ giới xây dựng công ty Than Vàng Xanh đầu giờ sáng, các hội viên chi hội cựu chiến binh, đồng thời là công nhân phân xưởng đang hối hả chuẩn bị cho một ngày làm việc mới. Kiểm tra mức độ an toàn của xe, báo cáo tình trạng thiết bị với quản đốc phân xưởng, sau đó mới nhận lệnh đồng ý cho xe hoạt động và nổ máy xuất hành. Hơn 10 năm qua, hàng ngày, các đầu xe do chi hội cựu chiến binh phân xưởng vận hành đều thực hiện nghiêm ngặt quy trình trên, nên không chỉ đảm bảo an toàn tuyệt đối mà năng suất luôn đạt và vượt từ 14 đến 15% so với các đầu xe khác. Hội cựu chiến binh công ty đã đăng ký với lại lãnh đạo công ty vận hành 4 cái đầu xe máy là giao cho chi hội cơ giới xây dựng. Thì trong các cái năm qua thì các cái đồng chí cựu chiến binh tham gia vận hành các cái đầu xe máy này luôn hoàn thành tốt cái nhiệm vụ mà lãnh đạo công ty giao, đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá trình vận hành và đặc biệt là năng suất lao động thì luôn luôn vượt mức so với các đồng chí lái xe bình thường và luôn luôn tiết kiệm nhiên liệu ở cái mức thấp nhất. Và hàng năm thì hội cựu chiến binh công ty là luôn đánh giá cái chi hội cơ giới xây dựng và các cái đồng chí cựu chiến binh tham gia vận hành các đầu xe máy luôn hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ và xứng đáng là hội cựu chiến binh gương mẫu tiêu biểu. Còn đây là công trình nghiên cứu khoa học do Hội cựu chiến binh Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng đảm nhận. Mô hình động cơ Gamma 1.6 sử dụng động cơ ô tô đời 2018. Công trình đạt giải nhất hội thi mô hình thiết bị tự làm do Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức. Từ động cơ sẵn có, thầy trò nhà trường đã tân trang đấu nối lại toàn bộ hệ thống mạch dẫn làm thành thiết bị giảng dạy ngành nghề sửa chữa xe ô tô. Với mô hình trực quan này, học sinh dễ dàng nghiên cứu và đấu nối hệ thống thay vì sửa chữa trực tiếp trên xe. Đồng thời, mô hình còn tiết kiệm cho nhà trường hàng trăm triệu đồng. Tổng trị giá là làm cái mô hình này là 265 triệu. Đấy là do thầy trò tự làm. Nhưng nếu mà đi mua ở thị trường thì nó cũng phải rơi tầm độ gần 400 triệu. Đấy, như vậy nãy khoảng hơn trăm triệu. Thì đấy là cái thành quả lao động. Nhưng mà cứ nhờ cái việc xây dựng mô hình này thì cái thứ nhất là giúp cho thầy trò cùng nhau nghiên cứu, sáng tạo khoa học. Đấy, để mà nâng cao cái trình độ giữa cả thầy và cả trò. Và sau đó thì chính ngay cái phương tiện này, cái công cụ này, chúng tôi lại phục vụ cho vấn đề đào tạo, thì giúp học sinh hiểu bài dễ hơn. Với hơn 450 hội viên, chiếm trên 11% tổng số cán bộ công nhân viên và người lao động của đơn vị, Hội cựu chiến binh công ty Than Nam Mẫu luôn đóng góp tích cực vào hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Dù ở cương vị nào, mỗi hội viên cựu chiến binh Than Nam Mẫu đều gương mẫu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Các anh thường xuyên tham gia tuần tra quản lý ranh giới mỏ, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, nghiêm túc thực hiện các chương trình huấn luyện dân quân tự vệ và tham gia tích cực các hoạt động của Hội cựu chiến binh thành phố Uông Bí. Phát huy bản chất tốt đẹp của anh bộ đội Cụ Hồ, mỗi hội viên cựu chiến binh luôn là những người gương mẫu đi đầu trong các phong trào hoạt động ở khu dân cư. Đặc biệt trong phong trào hiến đất mở đường và thực hiện các dự án, 5 năm qua, hội viên cựu chiến binh thành phố đã tham gia hiến gần 2.000 mét vuông đất cùng hơn 500 mét cổng, tường bao để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng. Đường giữa làng khu Chạp Khê, phường Nam Khê, một trong những tuyến đường huyết mạch kết nối giao thông của trên 300 hộ dân khu Chạp Khê với các khu vực khác trên địa bàn phường. Thực hiện nghị quyết 287 của Hội đồng Nhân dân thành phố, năm 2019, phường Nam Khê triển khai nâng cấp mở rộng tuyến đường từ 3 mét lên 8 mét với chiều dài gần 1 km. Dự án ảnh hưởng đến diện tích đất và công trình của trên 70 hộ dân. Để vận động người dân hiến đất làm đường, cả hệ thống chính trị mà nòng cốt là Hội cựu chiến binh phường đã vào cuộc tuyên truyền.
bản thân các cựu chiến binh trong diện giải phóng mặt bằng đều là những người tiên phong tháo dỡ cổng, tường bao, cây cối để giải phóng mặt bằng. Tôi suy nghĩ với đời của tôi thì cao tuổi, nhưng cái con đường này tôi mất một nhưng mà được 10. Đường không đi, đường còn lại. Thì tôi muốn như thế, cho nên tôi hiến. Không chỉ đi đầu trong các cuộc vận động, cựu chiến binh thành phố Uông Bí còn tham gia tốt công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Giờ tan học tại trường tiểu học Lý Thường Kiệt, phường Thanh Sơn, hơn 900 em học sinh từ các khối lớp được xếp hàng ngay ngắn, theo chân cô chủ nhiệm đi ra cổng. Cùng xếp hàng hai bên cổng trường là hàng trăm chiếc xe máy của phụ huynh dưới sự chỉ dẫn của các bác cựu chiến binh. Hình ảnh đã dần trở nên quen thuộc với những người hay đi qua tuyến đường. Trường tiểu học Lý Thường Kiệt nằm giữa khu dân cư. Con đường dẫn vào cổng trường nhỏ hẹp nên trước đây mỗi khi tan trường thường diễn ra cảnh người xe chen lấn, phụ huynh tràn cả vào trường đứng chờ con em, gây ra ùn tắc. Nhưng giờ đây hiện tượng này không còn, tất cả đã đi vào nề nếp, tránh được nguy cơ mất an toàn giao thông. Ý thức tham gia giao thông của phụ huynh và học sinh đã được nâng cao. Các bác cựu chiến binh đã xây dựng cái mô hình cổng trường an toàn, đúng đường và hướng dẫn phụ huynh. Thì sau một thời gian được các bác giúp đỡ thì nhà trường chúng tôi có một cái cổng trường rất an toàn. Và cái cổng trường này nó mang lại cái lợi ích rất là lớn đối với phụ huynh và với học sinh. Và cũng là một phần góp phần giáo dục các em học sinh khi mà thực hiện an toàn giao thông. Mô hình cổng trường an toàn giao thông được Hội Cựu Chiến binh phường Thanh Sơn triển khai ở cả 4 trường học trên địa bàn. Ban đầu, cách làm này gặp không ít khó khăn do thói quen của nhiều phụ huynh. Song đến nay, mô hình đã đi vào nề nếp, mang lại hiệu quả tích cực. 5 năm qua, các cấp Hội Cựu Chiến binh thành phố còn triển khai hiệu quả phong trào cựu chiến binh gương mẫu, giúp nhau phát triển kinh tế. Từ phong trào, nhiều hội viên đã mạnh dạn bứt phá, vươn lên làm giàu chính đáng. Không những nâng cao thu nhập cho bản thân, gia đình mà còn góp phần giải quyết việc làm, tạo thu nhập cho đồng chí, đồng đội và người dân địa phương. Từ 12 hộ nghèo và 32 hộ cận nghèo năm 2014, đến nay Hội Cựu Chiến binh thành phố chỉ còn 2 gia đình hội viên nghèo và 8 hộ cận nghèo. Được sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, các cấp Hội Cựu Chiến binh thành phố còn phối hợp tổ chức nhiều cuộc tham quan, học hỏi kinh nghiệm phát triển sản xuất ở trong và ngoài tỉnh. Qua đó giúp hội viên nâng cao nhận thức, tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi, kinh nghiệm quản lý, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Trạm sản xuất bê tông tươi của công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Minh với công suất trên 200 mét khối một giờ. Bê tông tươi ở đây không chỉ phục vụ các công trình xây dựng của công ty mà còn phục vụ các công trình xây dựng dân dụng trên địa bàn thành phố Uông Bí. Giám đốc đồng thời là người sáng lập công ty, cựu chiến binh Tống Văn Thành, hội viên Hội Cựu Chiến binh phường Nam Khê. Năm 2006, anh thành lập công ty với ngành nghề kinh doanh xúc gạt xây lắp mặt bằng, vận tải, xây dựng, làm hạ tầng giao thông. Vượt qua bao khó khăn thử thách, đến nay, sau gần 15 năm đi vào hoạt động, công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Minh luôn tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước. Những năm gần đây, doanh thu của công ty đạt từ 150 đến 200 tỷ đồng mỗi năm. Công ty có trên 100 cán bộ công nhân viên với mức thu nhập ổn định từ 6 đến 12 triệu đồng một người một tháng. Hoạt động trong môi trường kinh doanh luôn có sự cạnh tranh và nhiều khó khăn thử thách. Song với bản chất người lính Cụ Hồ, anh Thành cùng tập thể ban lãnh đạo công ty đã chèo lái doanh nghiệp không ngừng vươn xa. Quá trình thời gian là quân đội được quân đội và đảng rèn giũa và với bản lĩnh người bộ đội Cụ Hồ khi ra ngoài thì không chịu đói nghèo. Đã chèo chống mà công ty vẫn đến ngày hôm nay. Còn đây là mô hình VAC của cựu chiến binh Lương Văn Giới, khu dốc đỏ 2, phường Phương Đông. Với diện tích trên 1 hecta, trang trại của ông hiện đang được phủ kín bởi nhiều loại cây ăn quả như na, mít, thanh long. Năm 1985, ông Giới cùng gia đình đến từ Bắc Giang quyết định chọn mảnh đất này làm nơi sinh cơ lập nghiệp. Với đức tính cần cù chịu khó, ông Giới đã nghiên cứu tìm hiểu kỹ thuật sản xuất nông nghiệp, mạnh dạn thử nghiệm những giống cây con có giá trị kinh tế cao, với mong muốn xây dựng thương hiệu nông sản sạch chất lượng cao. Đến nay, từ trang trại vườn đồi, gia đình ông Giới có thu nhập mỗi năm hàng trăm triệu đồng. Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Lương Văn Giới còn là một chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh gương mẫu. Nhờ không ngừng sáng tạo, năng động, phát huy tinh thần tự lực tự cường, 5 năm qua, các cấp hội cựu chiến binh thành phố Uông Bí đã triển khai có hiệu quả nhiều phong trào thi đua yêu nước,
tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, hội viên và nhân dân. Trong thời gian tới, đặc biệt năm 2019 là năm kỷ niệm 30 năm thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Cựu chiến binh thành phố phát huy những kết quả đã đạt được trong 5 năm qua, gắn với nhiệm vụ của cựu chiến binh, phong trào cựu chiến binh gương mẫu luôn phát huy những tập thể và cá nhân và nhân rộng những tập thể và cá nhân tiên tiến để thực hiện tốt phong trào cựu chiến binh gương mẫu với phong trào thi đua yêu nước của cơ quan đơn vị, góp phần vào phát triển kinh tế xã hội và giữ vững quốc phòng an ninh của thành phố Uông Bí trong thời gian tới. Những kết quả đạt được của Hội Cựu chiến binh thành phố Uông Bí những năm qua càng khẳng định vai trò tiên phong gương mẫu của tổ chức hội và mỗi cán bộ hội viên, đóng góp đáng kể vào quá trình xây dựng, phát triển của địa phương.